Nếu những giây phút mình sống trong chánh niệm, trong từng cái hoạt động hàng ngày, thì như vậy có phải là những cái đó là những cái giá trị để khi mà mình ngồi thiền mình ít bị vọng tưởng và ít bị tán loạn cái tâm mình không ạ? Hay, ok. Chẳng hạn như bây giờ thầy ngồi đây thì cái tâm này nó đấy. Ok. Khi thầy quay qua lăng chi thì cũng có tâm nó đấy. Khi nhìn xuống kia thì cũng có tâm nó đấy. Nó ở đây thì nó mới đang cảm nhận những gì nó nói. Nó quay qua đây thì nó mới đang thấy những gì nó thấy. Nó quay qua kia thì nó mới đang thấy những gì mà ở bên kia. Còn nếu như cái tâm nó không có đang ở đây. Ok. Thì nó dù nó quay qua đây cái nó để coi thử quay qua lăng chi chuẩn bị nói gì. Ở đây mà cái tâm nó muốn ở kia. Xong cái nó qua kia. Cái thấy rồi ok rồi, cái nó hướng vào cái tâm kia để coi thằng kia muốn đợi gì. Yes. Khi cái tâm mình mà trong đời sống hàng ngày của mình mà nó ở điểm A mà nó cứ nó đợi tới điểm B hoài á, đó là cái tâm vọng tưởng. Okay. Khi cái tâm vọng tưởng của mình nó lang thang trong cái đời sống hàng ngày, mình ngồi xuống á thì cái thân nó ngồi chứ cái tâm nó đâu có ngồi. Như vậy là cái tâm nó lang thang chứ làm gì có cái chuyện mà cái thân đứng đi nằm ngồi. Đứng đi nằm ngồi cái thân kệ nó đi, nhưng cái tâm của mình lúc nào cũng ở đây. Thì mình đi cũng có tâm đó, mình nói cũng có tâm đó, mình nằm cũng có tâm đó, mình chạy cũng có tâm đó, mình cười cũng có tâm đó, mình khóc cũng có tâm đó luôn. Thì khi mình ngồi thiền xuống cũng có cái tâm đó thôi, cũng có một cái tâm đó thôi. Nhưng mà bởi vì nó có lúc hàng ngày mình đủ thứ tâm, cho nên mình ngồi xuống là đủ thứ suy nghĩ. Chứ thực ra có một cái tâm mà mình ngồi thiền xuống mà mình suy nghĩ nhiều á là biết là hàng ngày mình đủ thứ tâm hết. Mà cái tâm đó là tâm gì? Có hai thứ tâm mà, quá khứ, tương lai. Ngồi xuống là quá khứ, ngồi xuống đó là nghĩ tới chuyện hôm qua liền. Mà hãy hành động cái lập tức, đứng lên cái là nghĩ tới cái chuyện nhà bếp, chưa lên nhà trên là nghĩ tới nhà trên, chưa đi chợ là nghĩ tới chợ liền. Yes. Hãy mà muốn đứng lên mở tủ lạnh là lập tức cái tâm nó ở trong tủ lạnh đó, nghĩ tới coi nó có gì trong đó không, cho nó không ở nó bước chân. Okay. Chẳng hạn như từ ngoài kia, cái gì như bây giờ thầy nói một người nó đứng lên lên này thỉnh cái chuông đi. Rồi làm thử luôn. À, bắt một người mới coi. Rồi mời cô. À, lên đây. Lên đây, lên đây cái thỉnh tiếng chuông coi. Sao bàn luận gì? Sao? Lên đây đi mà. À. Đau chân quá hả? Này. Lên đây cầm cái dùi để thỉnh tiếng chuông. Thánh đi. Rồi, thầy cảm ơn. Rồi, con mời cụ về chỗ. Rồi, cho thầy hỏi cụ nè, cái lúc mà cụ đứng lên cái chân nào cụ bước trước? Quên mất. Rồi cái lúc lên đây nè, chân nào dừng lại trước? Mình đâu biết. Bị sao biết không? Những cái lúc mà cụ mới cái đứng lên á, cái trước khi mà cụ đứng lên á, cụ nghe thầy nói là lên thỉnh tiếng chuông. Thì cái tâm cụ ở đâu? Ở tiếng chuông hay là ở dưới cái chân? Ở cái chuông á, là cụ nói đó nha. Yes. Yes. Thế mà thầy nói là lên thỉnh cái chuông là lập tức cái tâm của cụ lại đây này. Mà khi mà nói về chỗ là lập tức cái tâm nó ở chỗ đó. Cho nên khi mình hành động á là lập tức cái tâm mình nó ở cái quả và cái nơi mình đang muốn đến, chứ nó không có ở phút giây này. Nếu không ở phút giây này thì sao? Chẳng hạn như từ cái đoạn đó lên đây, mà nếu cái tâm nó không có ở dưới bước chân mà lỡ có ổ gà thì sao? Té. Mà lỡ có một cái hoa bên cạnh rất đẹp, đạp. Yes. Lỡ có một con trùng, đạp. Lỡ một ổ gà, té. Nếu có một cái cảnh nào đẹp, bỏ qua. Yes. Như vậy nè. Thiền nó thú vị chỗ đó. Là từ đó mà lên tới đây thì cái tâm phàm phu á là lúc nào cũng nghĩ ở đây, cho nên bỏ qua từng bước chân thưởng thức.
Cho nên vũ trụ nó sẽ vận hành theo kiểu là anh nghĩ tới cái điểm, từ điểm A đến B, anh nghĩ tới điểm B, phải không? Vũ trụ nó vận hành cho đến khi nào mà anh dục cái tâm ở điểm B đi. Vì điểm B anh chưa tới. Nó vận hành sao? Nó vận hành, nó tạo ra một ổ gà. Đến chi vậy? Để cái chân mình sao? Dấp. Dấp té để anh chị. Để mình quay về lại với phút giây này. Mình quay về lại với cơ thể mình. Mình quay về lại với cái chân đau của mình. Bởi vì mình không đau cái mình sao? Mình không đau cái mình nghĩ gì? Mình nghĩ tới phút giây kế tiếp. Cho nên làm có cái thân người đừng cầu không bệnh tật. Vì không bệnh tật thì cái gì dễ sinh? Cái gì dễ sinh? Ai biết câu đó? Làm người đừng cầu không bệnh tật. Vì không bệnh tật thì cái gì dễ sinh? Cái gì? Nó to lên coi. Hả? Ai mà nó nhỏ nhỏ là đang nghi á. Phiền não. Xem đúng. Nó cũng đúng rồi đó, nhưng mà nó có từ chính xác nhất của nó. Hả? Hàm muốn chính xác. Dục vọng. Làm người đừng có cầu không bệnh tật. Vì không bệnh tật là dục vọng dễ sinh. Mình ham muốn thân xác khi nào? Mình dư thừa năng lượng thôi. Cái ham muốn thân xác nó cũng giống như là ham muốn lên tới đây, nó hai cái giống nhau. Cũng là cái ham muốn tiến đến tới bây giờ phía trước á. Cái đó gọi là tham. Tham tức là muốn tới cái mà mình chưa có được. Cái đó gọi là tham. Thế này, vũ trụ nó sẽ vận hành cho mình tác cái rầm. Ok. Yes. Mình đi xe cũng vậy đó. Thế mình đi xe mình tác cái rầm. Là vũ trụ nó vận hành một người đó tống mình. Hoặc là ổ gà. Hoặc là như thế nào đó trục trặc, để cho mình biết là cái tâm mình không đang ở đây. Nếu mà ở đây thì nó thấy những thứ đó. Dĩ nhiên trong những trường hợp mình không thấy thì khác nha. Nhưng mà phần lớn là chúng ta để cái tâm ở phía trước. Cho nên vũ trụ nó vận hành là để nó cứu giúp con người chúng ta quay về với phút giây này và tỉnh thức sống trọn vẹn trong mỗi cái bước chân. À, cho nên nếu mà mình ý thức được cái điều đó như một người Phật tử á, đó chính là tu thiện. Khi mình tắt cái rầm xuống cái mình mỉm cười, vũ trụ tới viếng thăm ta.